Xin chào cả nhà, thì ngày hôm nay mình có đến nhà vườn của chị Ngọc Hân ở Phú Hội, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre cả nhà, để quay lưu với cả nhà một số lô mai ghép mình về mình chơi Tết nha. Như ở đây mình có một cái lô đại lộc cánh sen cả nhà, rất là nhiều nụ luôn, rồi cả nhà mình tham khảo nha. Hôm nay mình cũng giao lưu cũng khá là nhiều giống mai, với lại nhiều mức giá mình lựa mình về mình chơi Tết nha cả nhà. Dạ em chào chị. Rồi chị chào Trọng nha. Dạ. Dạ chào cô chú anh chị đến với kênh của Trọng á, thì chúc cô chú anh chị mình nhiều sức khỏe nha. Thì hôm nay em có một số mai ghép để chơi Tết á. Dạ. Muốn giới thiệu với cô chú anh chị mình, nếu mà cô chú anh chị thấy vừa ý thì ủng hộ giùm em nha. Đầu tiên thì em giới thiệu với cả nhà đó là đại lộc cánh sen nha. Dạ. Đó nè Trọng, quay cho cả nhà mình coi nè. Quá trời cái dàn nụ nè. Dạ. Thì cái cây mà nó thưa lá như vậy nè mình mới thấy rõ cái nụ nó ha. Dạ. Đó. Nụ là quá trời luôn, nụ mọc từ thân ra luôn. Từ thân ra luôn hả chị? Đại lộc cánh sen. Rồi rất đây là nhiều luôn. Cái này mình ghép được bao lâu rồi chị Hân? Dạ, chị ghép được 3 mùa. Dạ, cái này thông số hoành cỡ chừng ngón cái được không chị? Được, từ, đúng rồi, ngón cái trở lên hết. Rồi để xử lý đa dạng hết nha cả nhà. Đúng rồi, có củ hết, có củ hoặc là quấn rễ. Dạ, đó. Rồi, bao nút nụ luôn cả nhà ơi. Quá chừng nụ ở trong thân ra luôn rồi cả nhà. Dữ lắm nụ. Bông này thì đại lộc cánh sen cả nhà mình biết rồi, bông của nó là từ 30 cánh trở lên. Dạ. Nó cũng có khi đốc nhưng mà cái số tỷ lệ nó đốc rất là ít luôn. Dạ. Ví dụ như một cây như vậy, một cái bông như vậy ha, nó nở ra mấy cái bông nữa. Dạ. Thì nhiều khi nó không đủ lực, nhiều khi nó cũng sẽ bị một hai bông lép thôi. Dạ. Chứ thật ra là nó nở ra một chùm bông rất là, cái xới nó rất là nhiều, từ 30 đến là 49 cánh. Dạ. Ha. Chị ơi, cái thông số ta, chiều cao tháng ngang này mình lấy chiều cao được? Thì chị lấy khoảng là từ 40 đến là 45. Dạ, 40-45. Còn cái tán ngang chị? Cái tán ngang nó khoảng chừng 40. Dạ, nó rồi. Tầm 40. Quá trời nụ luôn đó nha. Như hiện tại cái cây em đang cầm cây này nó khoảng chừng 45 xăng nè. Dạ. Chiều cao á. Rồi, tán ngang 40 hả chị? Đây. Còn cái rồi, cây này thì nó đi. Cái cây này thì nó chiều cao nó khoảng 40. Dạ. Ha. Quá trời nụ luôn đó nha. Thì cái này mình giao lưu bao nhiêu một cây chị? Thì hôm trước á chị cũng có giao lưu với cả nhà mình cái lô mai ghép đại lộc cánh sen này rồi. Dạ. Thì hôm trước thì chị bán 350, thì hôm nay chị cũng còn một lô hàng nhưng mà cây nhỏ nhỏ hơn một chút. Dạ. Giống như nó em chút. Dạ. Thì chị sẽ bán giao lưu với cả nhà là 330.000. Rồi. Là 330 một cặp á. Dạ, 330 một cặp. Một cặp. Dạ rồi. Một cặp là chị bao phí vận chuyển luôn. Dạ. Đó, thì hôm trước cũng có lô nó hơi lớn hơn á. Kiểu như cũng 9-10 so với kia ha. Đúng rồi, dạ. Nhưng mà mình nhỏ hơn thì mình phải, rồi, phải tụt cái giá xuống để cho cả nhà mình mua về chơi Tết nha. Dạ. Đó. Bên đây số lượng mình còn nhiều không chị Hân? Số lượng chị còn chừng khoảng hơn 100 cây thôi. Hơn 100 cây, đúng còn rồi. Khoảng 50. 150 trở lại à. Dạ. Chứ không có. Trời ơi, nút nụ quá chừng luôn nè cả nhà. Thì hàng này mình cũng dằn dây, cũng kéo tàn ra rồi nè cả nhà ha. Đại lộc cánh sen cả nhà. Rồi 330.000 một cặp thôi cả nhà. Cứ từ một cặp trở lên là nhà vườn đã bao ship cho cả nhà luôn á. Đúng. Rồi cây này cũng có thì tài nguyên quá ví dụ như ha. cái cây mà nó lùng lực như vậy anh dạ. Thì nó khoảng chừng bốn tấc á dạ. Ha. Quá chừng thì nụ bây luôn. Giờ chị nói cho thông báo đó, thì nói cho chính xác cái nữa nha dạ. Chiều cao nó khoảng là 40 đến 45. Dạ. Tán ngang của nó cũng tầm 40 xăng. Dạ rồi. Hoành gốc là từ ngón cái trở lên. Dạ. Cái chị trở lên à. Rồi cả nhà mình tham khảo nha. Cây cũng khá là bùm xùm hả chị? Cây như thế này nè. Dạ. Cây giống như mình ví dụ nó lùng lùng thì nó tròn do nha. Dạ. Lùng lực á ha. Dạ. Đó. Rồi, nụ thì bao nút nụ luôn cả nhà mình chơi Tết luôn nha. Dữ dạ. Lắm nụ, cực kỳ luôn. Cây nào cũng như cây nấy hả chị? Dữ lắm. Dữ cây nào nụ cũng luôn vậy hết. Dạ. Bao nụ luôn. Dạ. Nếu mà cả nhà mình thấy nói không sao giới thiệu có nụ mà khi mà nhận không có nụ cứ alo em hoặc là cứ hoàng về cho em liền. Dạ. Chứ em cũng không muốn để cho cả nhà mình nhận một cây mai mà về chơi Tết không có nụ nha. Dạ. Dạ. Mình nhận hàng mình kiểm tra hàng nha cả đúng nhà. Đúng rồi, mình nhận hàng mình nhận cây mình kiểm tra cây trước khi nhận. Ví dụ như cây nó có trục trặc với vấn đề dù bể bầu hay gãy nhánh, nói chung là cái gì nghiêm trọng thì cả nhà cứ alo cho em. Dạ. Thì em sẽ có cách giải quyết cho cả nhà mình vừa ý ha, dạ. Hài lòng ha. Dạ. Dạ rồi, tiếp theo giới thiệu với cả nhà mình cũng là một lô đại lộc cánh sen. Dạ. Nhưng mà cái đại lộc cánh sen này thì em vô bằng cái C ha. Dạ. Cái C mũ như thế này. Rồi. Thì đó em bán với giá là 80.000 một cây. Dạ. Bên đây thì mấy mùa rồi chị Hân? Cái này là khoảng 2 mùa nè. Dạ. Rồi nút nụ nhỏ lớn thì cũng nút nụ quá chừng luôn nè cả nhà ha. Rồi nút hàng này thì thông số luôn. Thông số cái mình lấy sao chị? Chiều cao cũng khoảng từ 40 đến 45. Dạ. Rồi. Cái tán ngang thì cũng khoảng chắc không biết được đo luôn á. 25-30 được hả chị? Ừ, cỡ dạ. Đó đi. Rồi đó còn ha. Cái góc nữa cả nhà, tất cả đều có xử lý đế hết cả nhà ơi. Hoành góc này chắc mình lấy cái chừng 4 ngón tay được hả chị? Đúng bỏ gốc ra ha. Đúng rồi, bỏ gốc dạ. Lại ha.
Còn là có đế, em, có đế, có đế đẹp lắm. Mình cho luôn những đế cây cũng chị? Đa dạng, chị bán là 80 ngàn một cây. Dạ rồi. 3 cây chị gửi hàng và 5 cây thì chị bao phí nha. Dạ. Rồi cây nhỏ thì giá nhỏ hết cả nhà. 3 gửi hàng, 5 bao ship cả nhà. Rồi, nốt đây nụ là dữ lắm nhiều ha. Dạ. Đó, cả nhà mình thấy vừa ý thì ủng hộ giùm em nha. Dạ, cũng có đủ mức giá hết trơn cả nhà. Cả nhà mình cố gắng mình xem hết clip ha. Ở đây cả nhà. Quá chừng nốt nụ. Dữ lắm nụ luôn á. Dạ. Từ thông thân luôn. Số lượng còn nhiều lắm cả nhà. Đó, bóc ngẫu nhiên cho cả nhà mình xem nè. Dạ. Đó. Cây còn lớn nhiều lắm luôn á. Dạ. Đó. Cả nhà ơi, cả nhà có lấy số lượng mình về mình kinh doanh tốt thì có liên hệ số điện thoại nhà vườn mình để bên góc trái màn hình bên đây nha cả nhà. Sẽ có giá tốt cho cả nhà khi cả nhà lấy số lượng ha. Rồi, đây là cánh sen. Rồi, hàng này mình nằm chỗ C nè cả nhà. Tiếp tục đây là lô dẫu mai dẫu Thủ Đức. Dạ. Thì dẫu Thủ Đức này chỉ có là từ 8 đến 12 cánh nha. Dạ. Đó thì em chiều cao của cây là khoảng là từ 50 đến 60. Dạ rồi. Cái tán ngang là 40 50 xăng. Dạ rồi. Đó, cái này mấy mùa rồi chị Hân? Cái này là hơn 2 mùa rồi. Rồi, để em quay cái đế cho cả nhà mình tham khảo ha. Cái này cũng cần ngón cái quá ha. Đúng vậy? Rồi, ngón cái trở lên. Dạ rồi. Ha. Nhỏ nhất là ngón cái. Dạ. Rồi cả nhà ơi, mình tham khảo nút để nụ nha. Để quay cho vậy. Hàng già mùa không rồi cả nhà ơi. Đó. Nói chung là cây nào nó cũng có nút nụ nhưng mà cái Thủ Đức mình nó nụ nó không nó ít hơn Đại Lộc. Dạ. Nó không phải như Đại Lộc nha cả nhà. Dạ. Nên là cả nhà mình nhận cây á thì cả nhà mình nhớ là giùm em là cái Thủ Đức này nó nụ nó lưa thưa vậy thôi chứ nó không có nhiều như là như Đại Lộc siêu nụ rồi chị. Đúng rồi, nó không có nhiều như vậy. Dạ. Đó thì cái này là chị bán là 130.000 một cây, hai cây là 260.000. Dạ. À, chị bao phí vận chuyển luôn. Rồi, một cặp trở lên là nhà vườn bao ship nha cả nhà. Đúng rồi, bao phí luôn. Cả nhà có thể liên hệ chị ha, chị đó. Có thể lựa cây cho nhà mình. Khi nhà cả nhà nhận cây là em sẽ bỏ cái chậu nha cả nhà. Mình bó bầu đó, bó bầu lại ha. Dạ. Quá chừng nút nụ luôn nữa nha. Đó. Nó theo nó là như vậy là rất là nhiều rồi nhưng mà nó không bằng Đại Lộc thôi. Dạ. Rồi, già mùa bông thì nó cũng nhiều nụ nó dạ cũng nhiều rồi. Bông chuẩn nữa bông, nhà, ha. Bông bự chảng ha. Mấy cái lúc mà mình nở bông gió á trọng. Dạ. Là bông rất là to luôn, dạ. Bự lắm. Ý là bông gió mà nó còn bay lớn á chị. Ừ. Nó bự hơn ba ngón tay khép lại luôn á cả nhà. Đế thì quấn rễ đa dạng. Dạ. Thân mình cũng có uống sơ sơ lắc lượng nè cả nhà, uống giáng long ha. Đúng chưa, đúng rồi, có uống giáng lắc lượng nè. Dạ. Bên đây mình còn nhiều không chị? Chị còn lô này khoảng chừng 100 cây trở lại rồi. Dạ, 50 cặp trở lại rồi cả nhà. Quá chừng nút nụ luôn cả nhà. Rồi mình tham khảo thêm vài cái mẫu đế cứ xử lý đa dạng hết nha cả nhà. Đây, cả nhà mình tham khảo ha. Đây. Đế cũ đế xử lý đa dạng hết cả nhà. Nói chung là mình lấy từ cái ngón tay cái mình trở lên. Cây cũng khá là xum xê cả nhà. Tiếp theo giới thiệu với cả nhà mình là một lô mai cúc thọ hương. Dạ. Thì cúc thọ hương này bông của nó là từ 30 cánh trở lên. Dạ. Thì hiện tại là mai này là mai giống nha. Dạ. Mai này giống để cho cả nhà mình về mình lấy bo ha. Nhưng mà cả nhà mình muốn chơi Tết cũng được tại vì nó cũng có một ít cũng có nụ nhưng mà ít nha. Ít nha cả nhà tại vì hàng này là thuộc hàng mai giống ha. Dạ. Nói chung là hàng này thì nhà vườn không có xử lý nụ cả nhà. Dạ, kiểu như nó già thì nó ôm thôi. Đúng rồi, chiều cao nó khoảng là từ 50 đến 70 xăng. Dạ. 30 ngàn một cây. Rồi. 5 cây là em gửi hàng, 10 cây là em bao phí vận chuyển luôn nha. Dạ, hàng này kiểu hàng dạng đầu tư cả nhà. Đúng rồi. Rồi đây cả nhà. Bò là... Cái hoành này chắc mình lấy bút bi trở lên được hả chị? Được không chị? Đúng rồi. Dạ. Ngón út của chị á. Rồi, đế cũng có xử lý đế hết nha cả nhà. Hàng này thì mình về mình lấy bo thì vô tư rồi cả nhà ơi. Dạ, bên đây số lượng cũng mình có nụ lai gai nè. Số lượng mình còn nhiều không chị Hân? Chị còn nhiều á. Dạ. Còn mấy trăm cây. 30 ngàn một cây thì à, nãy chị nói là bao nhiêu cây? 5 cây, 5 cây. 5 gửi 10 bao ship không? 5 cây chị gửi hàng 10 cây bao phí vận chuyển. Thọ hương cả nhà. Tiếp theo là tới thọ hương em vô chậu 2 nha cả nhà. Dạ. Thì hôm trước cũng có giới thiệu rồi, hôm nay bán cũng hạ giá luôn. Rồi. Còn số lượng cũng còn chừng khoảng 50 cây nữa thôi. Dạ. Thì em bán với giá với cả nhà mình là 100 ngàn cây thôi nha. Dạ. Đó. 100 ngàn cây vậy là 2 cây mình bao ship hả chị? Đúng rồi. Dạ. 2 cây là chị bao phí vận chuyển. Cúc thọ hương cái này mình ghép được bao lâu rồi chị? Cúc thọ hương này là hơn 2 mùa rồi. Hơn 2 mùa. Cái thông số làm sao chị? Chiều cao tán ngang. Chiều cao khoảng là từ 40 xăng đến 40 50. Rồi, tán ngang. Cái tán ngang của nó là 40 45. Dạ. 40 45 rồi. Cả nhà mình tham khảo cái đế cái nha. Tất cả đều có xử lý đế hết. Vậy cái lô này mình lấy cho 4 con tay bọn Út cả nhà. Rồi, nút nụ nha. Có nút nụ hết luôn. Đây nút nụ đi cả nhà. Thôi ui nút nụ đi. Mình nói về thọ hương á, nút nụ nó như vậy là nhiều người này trọng chứ không phải mình so với như những cái mặt hàng khác. Dạ. Mặt hàng khác thì nụ nó nhiều nhưng mà thọ hương của mình nó chỉ nụ từ xưa tới giờ là lơi rơi vậy thôi. Dạ. Chứ không phải mà đặt lá nó nha. Thưa mà hả chị? Đúng rồi. Dạ. Nhưng cho nên là khi cả nhà mình nhận cây á, cả nhà mình thấy nó có nút nụ lưa thưa như vậy là nó đã đạt rồi đó cả nhà.
Đừng cái này nở bông chùm cả nha. Đúng rồi, nở bông chùm nha. Dạ, bông rất là lâu tàn. Dạ. Khi nó không có rụng cánh, khi nó rụng là nó rụng luôn nguyên một cái bông luôn. Dạ. Cái đó, nhưng mà lâu lắm nó mới rụng. Dạ rồi. Đó, cái thọ hương được có cái là chất lượng ngay chỗ đó đó. Dạ. 100 ngàn một cây cả nhà, hai cây trở lên là 200 ngàn là em bao phí vận chuyển ha. Dạ. Đó, hai cây như thế này nè. Rồi cứ hai cây như vậy là nhà vườn bao ship nữa nha. Dạ. Nút nụ cũng vậy, lưa thưa vậy ha. Rồi đây cả nhà, mình còn khoảng nãy chị nói là còn khoảng 50 cây. 50 cây nữa. Dạ, còn khoảng 50 cây thôi cả nhà. Rồi cả nhà mình tham khảo nha. Em có một số mai giống á cả nhà. Dạ. Cả nhà mình về mình chơi Tết cũng được nè, hoặc là mình lấy bo nha. Dạ. Tại vì nó cũng có nút nụ rồi. Nhưng mà nút nụ của hàng này thì nó cũng nhỏ nha. Dạo tự xoắn. Đúng rồi, dạo tự xoắn khi đầu mình lại lá thì nó bắt đầu nụ nó mới to dần lên. Dạ. Thì cái dạo tự xoắn này thì đặc biệt là xoắn cục. Sắn cục nha, chứ chị không có lấy sắn lơi ha. Dạ. Đó, thì cái gốc ghép của nó thì chị gốc sắt gần sắt cái sắt gốc. Dạ, gần sắt gốc phải không? Rồi. Mình cắt cái gốc ghép nó thấp nè cả nhà. Nhưng tại mình cắt gốc ghép thấp cho nên mình phải dựng đọt lên nhìn nó mới cao được cái cây cả nhà ha. Đúng rồi. Rồi. Cái này đúng. Mình ghép này được bao lâu rồi chị hơn? Sắn đứng chị dựng đọt. Cái này là chị ghép hơn 10 tháng này. Dạ rồi. Đúng rồi. Hơn 10 tháng thì chị bán với giá là 60 ngàn một cây. Dạ. 3 cây là chị gửi hàng. ba cây em gửi hàng năm và bao ship không? Đúng rồi, 6 cây là 350 ngàn là em bao phí vận chuyển luôn. 6 cây bao ship. Dạ. Đó. Thì chị ơi, cái chiều cao này mình lấy khoảng chừng 40-50 cm. Dạ. Đó. Bữa nay mình còn nhiều không chị? Mai là mai sắn nè. Bữa nay mình còn nhiều không? Còn nhiều, số lượng còn nhiều lắm. Dạ. Dạ tự sắn này cái nhà nó rủ vô nè ha. Rồi chị cũng có mới siêu bông Sài Gòn nữa nè Trọng. Siêu bông Sài Gòn kế bên luôn cả nhà. Đúng rồi, siêu bông Sài Gòn này chị cũng bán đồng giá luôn 60 ngàn cây. Dạ. Thì chị cũng 3 cây gửi hàng, 6 cây là 350 ngàn chị bao phí vận chuyển. Dạ. Thì cả nhà mình thích giống nào thì cứ gặp đơn á. Rồi em gửi nha. Dạ. Đó. Siêu bông Sài Gòn đồng giá đế xử lý đế hết nha cả nhà. Cũng có nút nụ nhỏ nhỏ nè Trọng. Có mấy cây này nó lồi đế lên nè cả nhà. Tất cả đều có xử lý đế hết. Mình muốn về lấy bo làm giống là cũng được luôn nha, tại vì bo nhiều lắm. Cái hàng này lấy sắt gốc luôn á. Dạ. Cái hàng này thì mình nghiêng về giống xíu cho nên nhà vườn không có mà xử lý nút nụ cả nhà. Cái nào già lá thì nó ra nụ thôi. Rồi cả nhà mình tham khảo hàng 60 ngàn đồng giá luôn. Thì em còn một số mai đọt hồng á cả nhà. Dạ, bạch mai cả nhà. Đúng rồi, bạch mai đọt hồng nha. Dạ rồi. Thì đây em bán cũng đồng giá là 60 ngàn một cây. 60 ngàn một cây. Em có 3 loại giống này đồng giá nè cả nhà. Dạ. Thì 3 cây là em gửi hàng và 6 cây thì bao phí vận chuyển chỉ có 350 ngàn hết cả nhà. Dạ rồi. Thì cả nhà mình muốn mua loại 2 cây, 2 cây, 1 cây gì cũng được hết á. Dạ. Dạ. Em gửi hàng cho cả nhà mình nha. Rồi đồng giá cả nhà cứ lấy 2 cây này, 2 cây kia nữa là được 6 cây là nhà vườn bao ship cả nhà. Là 6 x 6 là 360 ngàn nhà vườn bao ship ha. Rồi cả nhà mình tham khảo. Dạ, vô 350 luôn ha. Rồi cho nó chẳng tiền. Rồi đây cả nhà mình tham khảo nha cả nhà. Hàng này cũng nhỏ nhỏ nhưng mà cũng có vài nụ kim cả nhà, mình có thể mình về mình thử mặt hoa được ha cả nhà. Dạ em cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều luôn nha. Thì cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ giùm em. Thì mong cô chú anh chị ủng hộ giùm em nhiều nữa nha. Dạ. Rồi nhà vườn mình ở ấp Phú Hội xã Vĩnh Thành huyện Chợ Lách tỉnh Bến Tre nha. Rồi cảm ơn cả nhà đã xem hết clip. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.